Xin kính chào toàn thể quý bác tài, quý khách hàng. Em là Thành Mẫn, nhân viên tại đại lý ô tô Phú Cường. Thì hôm nay là công ty bên em mới về một cái con xe, đó là dòng xe tải Zax, phân khúc tải 6 tấn rưỡi thuộc về 6.2. Đây là cái dòng xe Zax N680. Thì nó là một cái dòng xe giống như là y chang như một con N650 S Plus luôn. Nhưng mà cái động cơ của nó là động cơ của Đức, 3.9 gần là 4 chấm. Thì con xe này và con xe Zax 650 Plus thì nó có chung về khung gầm, máy móc và lớp xe, kể cả cabin nữa, nhưng mà nó khác là khác cái động cơ thôi, và cái công suất của nó đều giống luôn nha. Nhưng mà khi mà đầu tư cái phân khúc này, đầu tư con xe N680 này thì sẽ được khuyến mãi cái giá ưu đãi hơn. Con xe này hiện tại đang có giá là 611 triệu đồng. Đây là giá xe thùng và lăn bánh, chi phí lăn bánh thì tầm khoảng là 19 triệu thôi, và đang được khuyến mãi trong tháng 7 này là 10 triệu đồng hoặc là một cái máy phát dầu, phát điện trị giá 15 triệu, tùy vào khách hàng mình chọn ha, hai món đồ hoặc là tiền hoặc là máy đó. Và khi mà đầu tư con này thì nó sẽ tiết kiệm hơn con N650 S Plus lên đến là 40 đến 50 triệu đồng lượng ha, phân khúc tải 6 tấn rưỡi thùng 6.2. Con này cực kỳ rẻ luôn, khỏe, nhưng ngược lại là nó sẽ tiêu hao nước, xử lý cái tải ure không với khách hàng. Thì khung gầm động cơ thì con này xài là khung gầm dập nguội với 6.000 tấn, y chang như là con N680 N650 luôn. Khung gầm dập nguội 6.000 tấn, khoang nè, rồi đi hai bình ắc quy, mỗi bình là 12V, hai bình là 24V và 100A nha. Thì cái này là bình khí nén của nó nè. Con cái này là khí 4 dòng chia ra cho 4 bánh. Trang bị phanh ABS, phanh carbon và phanh khí nén cho quý khách hàng. Đấy. Nhíp thì phía sau chúng ta đi là nhíp 2 tầng, mỗi tầng nó là 10 lá, 2 tầng là 20 lá luôn. Khi mà bác tài mình chạy con xe này đi quá tải cực kỳ khỏe luôn. Chúng ta đi tầm khoảng 15 tấn là bình thường. Có cái là nếu bác tài mình thấy không an tâm thì có thể là lên lớp 825R20 ha. Con xe này có thể là lên lớp 825R20 được, nó sẽ không có bị cạ. Dành cho quý khách hàng mình đi tải nặng thôi ha. Còn ngược lại thì chúng ta nên đi đủ tải thôi để đảm bảo được cái độ bảo hành của xe và độ bền của xe theo năm tháng. Thì khung gầm cầu, con này đi sử dụng là cầu của Mỹ ha. Tỷ số truyền của xe của cầu là 4.8. Cầu này chúng ta được sử dụng là cầu nhanh, trên 4.4 là đều là cầu nhanh hết ha quý khách hàng. Đấy. Và khi mà khách hàng mình mua xe thì sẽ được bảo hành là 5 năm trên 150.000 km, và chạy khoảng tầm 3.000 cây đầu tiên thì ghé showroom bên em sẽ khuyến mãi thay nhớt, lọc nhớt lần đầu miễn phí hoàn toàn luôn đó. Và sau khi mà khách hàng mình thay nhớt lần đầu và thay nhớt khoảng tầm 3 đến 4 lần thì sẽ kích hoạt là bảo hành 5 năm cho quý khách hàng đó. Từ đó trở đi khi mà máy móc khung gầm hoặc là những cái taxi gặp trục trặc đó thì bên công ty hoặc là nhà máy chúng ta sẽ bảo hành hoàn toàn cho quý khách hàng, nên là quý khách hàng mình an tâm khi mà sử dụng xe. Không phải là xe, giá xe nó thấp, nó rẻ thì bác tài mình cứ nghĩ là xe nó không bền ha. Thì khách hàng em đã mua và sử dụng thì chạy thì cũng bình thường, thay nhớt, lọc nhớt đầy đủ và đổ xăng, đổ dầu và đổ ure đầy đủ thì chúng ta có thể là vận hành chạy bền bỉ, rẻ, khỏe và tiết kiệm cho quý khách hàng. Và con xe này đang được bảo hành, đang được ngân hàng cho vay lên đến là 75 hoặc là 80% giá trị của xe. Quý khách hàng khi mà đầu tư thì chỉ cần trả trước cho bên em tầm khoảng là từ 170 đến 180 là ta lấy xe hoàn toàn luôn, lấy xe và phần còn lại chúng ta góp từ 2 đến 7 năm tùy khách hàng mình chọn ha. Khi mà khách hàng mình cung cấp giấy tờ thì nó sẽ có thành hai trường hợp. Thứ nhất là khách hàng mình đã có gia đình thì cho em xin căn cước của hai vợ chồng và giấy đăng ký kết hôn. Thứ hai là quý khách hàng mình chưa có gia đình thì cho em xin là căn cước của quý khách hàng và giấy xác nhận độc thân tại phường xã hoặc là thị trấn đó. Và như vậy thôi là em đã có thể lên hồ sơ rồi, khách hàng mình đã có thể là vay vốn. Thì thời gian vay vốn từ 7 đến 10 ngày và sau 10 ngày thì bên em đã có thể là hoàn thành xe và là giao xe đến cho quý khách hàng đó. Quý khách hàng nào đang có nhu cầu thì cứ alo cho em ha, khuyến mãi này chỉ có trong tháng 7 thôi. Thì qua tháng 7 em sẽ tiếp tục và cập nhật lại cho quý khách hàng về cái giá cũng như là khuyến mãi mới nhất của xe. Quý khách hàng mình nhanh tay liên hệ cho em qua số hotline 0901 260 4 hoặc là đến tại trực tiếp showroom ô tô Phú Cường tại Bình Chánh. Em sẽ để cái đường link dưới, hoặc là showroom tại Tiền Giang, Nhị Mỹ Tiền Giang ha, quý khách hàng Nhị Mỹ Cây Lệ Tiền Giang.
Đó, thì video của em đến đây là kết thúc. Em vẫn xin kính chào, hẹn gặp lại quý bác tài trong những video clip tiếp theo.